Thưa quý vị, thưa các bạn, thương mại công bằng Fair Trade được hiểu là mối quan hệ đối tác kinh doanh dựa trên đối thoại, minh bạch và tôn trọng, góp phần vào sự phát triển bền vững và việc bảo đảm quyền của các nhà sản xuất và người lao động. Tại Việt Nam, chứng nhận thương mại công bằng chính là chìa khóa mở cửa thị trường thế giới đối với những mặt hàng thế mạnh của doanh nghiệp Việt Nam và cũng là mục tiêu mà cộng đồng châu Âu đang nỗ lực giúp Việt Nam đạt được. Trong những năm qua, đặc biệt là 2 năm trở lại đây, Việt Nam đang từ nước nhập siêu đã vươn lên là nước xuất siêu. Tuy nhiên, các mặt hàng nông sản và thủ công mỹ nghệ là thế mạnh của Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại do chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu. Vì vậy, việc áp dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng nhận như chứng nhận thương mại công bằng không chỉ giúp doanh nghiệp xuất khẩu thành công mà còn góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu cho hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Hình thành và xây dựng cái chính sách thương mại công bằng ấy, doanh nghiệp đã tập trung rất nhiều những cái quyết định cho cái vấn đề thương hiệu, đó là mẫu mã sản phẩm, đó là chất lượng, uy tín của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển sản phẩm, từ cái việc mà tạo vùng nguyên liệu cho đến cái việc xây dựng ra chất lượng sản phẩm, xây dựng lên hình ảnh, mẫu mã của sản phẩm và quyết định cái sản phẩm đó ra thị trường, cũng như là thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, những cái quy định chỉ tiêu chất lượng cho các sản phẩm đó. Thương mại công bằng phán xét về cái trách nhiệm xã hội trong cái doanh nghiệp, chúng tôi nắm được về cái trách nhiệm xã hội của chính sách đối với chất lượng hàng hóa, về cái trách nhiệm của mình đối với hàng hóa khi lưu thông trên thị trường trong nước và ngoài nước. Do vậy, tất cả các doanh nghiệp của Việt Nam nói riêng và doanh nghiệp tôi nói chung là phải nâng cao về cái trước tiên về cái vùng nguyên liệu, cái thứ hai nhà sản xuất, cái thứ ba là quan tâm đời sống người lao động và quan tâm đến cái lợi ích của tiêu dùng. Do vậy là mọi cái là các doanh nghiệp Việt Nam là đều phải cố gắng. Để giúp các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và nông sản Việt Nam có sức cạnh tranh trên thị trường, nằm trong khuôn khổ dự án EU MUCHAP do Liên minh châu Âu tài trợ, tiểu dự án thúc đẩy phát triển thương mại công bằng ở Việt Nam được triển khai trong 3 năm, từ năm 2014 đến 2017. Đối tượng hưởng lợi là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc 5 ngành gồm thủ công mỹ nghệ, chè, cà phê, cacao, gia vị. Việc triển khai dự án đã nâng cao nhận thức và thúc đẩy thương mại, đồng thời xây dựng năng lực cũng như việc tuân thủ các yêu cầu tiếp cận thị trường thế giới nói chung và châu Âu nói riêng. Đến nay, dự án đã kết thúc và hoàn thành việc đánh giá và công bố báo cáo đánh giá hiện trạng, tiềm năng phát triển thương mại công bằng đối với 5 nhóm ngành nói trên. Ngoài ra, dự án đã xây dựng được mạng lưới giảng viên về thương mại công bằng, là thành viên các hiệp hội và cán bộ xúc tiến thương mại địa phương. Thời gian tới, mạng lưới này sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp, đăng ký chứng nhận thương mại công bằng, lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật để đạt được chứng nhận, xây dựng trang web về thương mại công bằng, thiết lập mạng lưới chính sách và tổ chức diễn đàn chính sách nhằm xúc tiến thương mại công bằng tại Việt Nam. Doanh nghiệp, các hợp tác xã cũng cần phải tiếp cận được cái nguồn thông tin về thương mại công bằng là như thế nào và có được những giới thiệu về các cái điển hình cho các cái đối tượng cần, các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp cần thiết để mà tiếp cận cũng như là phát triển thành các doanh nghiệp này thì nó sẽ rất là tốt. Song song cái việc mà nghiên cứu về các cái giải pháp liên quan tới các nguồn tài chính, trong đó có việc mà ưu đãi cái vốn vay cho các doanh nghiệp có phát triển thương mại công bằng cũng là một cái biện pháp hữu hiệu để cho các khuyến khích rất là nhiều cho các cái doanh nghiệp để mà có thể đầu tư vào cái việc mà xin các cái chứng nhận không chỉ thương mại công bằng mà các chứng nhận khác để đảm bảo là cái nền nông nghiệp của Việt Nam chúng ta có được chứng nhận đảm bảo là cái nền nông nghiệp chất lượng cao để mà xuất khẩu các cái sản phẩm của mình sang các thị trường khó tính. Dự kiến năm 2018 sẽ có trên 10 doanh nghiệp được hỗ trợ để đạt được chứng nhận này. Các doanh nghiệp khi đạt được chứng chỉ thương mại sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ thương mại trong và ngoài nước. Sắp tới đây, khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh châu Âu EU EVFTA được ký kết sẽ tạo cơ hội áp dụng thương mại công bằng rộng rãi, giúp hàng hóa của Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với người tiêu dùng châu Âu. Vấn đề còn lại ở đây là cần tuyên truyền rộng rãi tới doanh nghiệp về thương mại công bằng, khuyến khích hình thành mạng lưới thương mại công bằng tại Việt Nam.